Sáng ngày 9 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai điều tra vụ xe khách va chạm với dải phân cách trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe khách hiệu Cao Lâm, tỉnh Bình Thuận chở hàng chục hành khách từ Phan Thiết hướng về thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua huyện Xuân Lộc thì bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách. Xe tiếp tục lao qua phần đường ngược lại, tông vào lan can rồi mới dừng lại. Cú va chạm mạnh khiến phụ xe văng ra ngoài tử vong tại chỗ, nhiều hành khách khác bị thương. Ngày 9 tháng 9, VSIP Group chính thức khởi động dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh VSIP Cần Thơ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Đây là khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, gọi tắt VSIP, thứ 13 trong cả nước và là dự án đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ được quy hoạch với tổng diện tích 900 ha, dự kiến khi hoàn chỉnh sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động, thu hút 3,5 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 1 có diện tích 293,7 ha, trước mắt sẽ tạo việc làm cho 20.000 đến 30.000 lao động. Dự án tọa lạc tại giao điểm chiến lược giữa các tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang của đồng bằng sông Cửu Long, giáp ranh 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, dễ dàng kết nối với hệ thống cảng, sân bay và các dịch vụ tiện ích của trung tâm thành phố. VSIP Cần Thơ được định hướng xây dựng theo mô hình khu công nghiệp thông minh và bền vững. VSIP Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm lớn ở khu vực phía Nam, thiết lập mạng lưới logistics từ trung tâm đến cảng và hạ tầng cơ sở vật chất phụ trợ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhu cầu về chuỗi cung ứng của nhà đầu tư. Trong khuôn khổ lễ khởi động, VSIP đã ký kết bản ghi nhớ với 12 nhà đầu tư thuê đất và hợp tác kinh doanh. Tối ngày 8 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an A09 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 bị can là Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc, và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc, trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, cùng ngày, A09 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 2 người trên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Sáng ngày 9 tháng 9, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ cháy công ty sản xuất nhựa trên địa bàn. Trước đó, khuya ngày 8 tháng 9, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất nhựa Anh Dũng rộng khoảng 2.000 m2 ở đường Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cháy. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận 8, đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 6 và đội 3 phòng BC07 đã điều động 17 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Vụ cháy khiến một nhân viên công ty sinh năm 1966 tử vong. Lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 518 m2 phần diện tích còn lại của công ty và ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được điều tra làm rõ. Tối ngày 8 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong các ngày 10 và ngày 11 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden sang thăm chính thức Việt Nam. Để đảm bảo an ninh an toàn thông suốt, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. Theo đó, từ 12 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 và từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 11 tháng 9, tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa, trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe chở khách tuyến cố định, trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh, chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện Tây Hồ, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế. Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 9 tháng 9, Tình trạng sức khỏe của bé trai 10 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, bị nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn, đã ổn định. Bé hết đau, ăn uống tốt và có thể xuất viện trong một ngày tới. Trước đó, ngày 8 tháng 9, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nuốt nước miếng đau, không ăn uống được, nôn ra máu, khó thở. Người nhà bệnh nhi cho biết khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bé chuẩn bị lên xe đi từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk. Do sợ say xe nên đã uống một liều thuốc chống say xe, trong đó có một viên thuốc chưa bóc vỏ nên đã xuất hiện những triệu chứng đau, khó thở và được người nhà đưa đi cấp cứu. Tiến hành kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trong thực quản của bệnh nhi có dị vật nên đã chỉ định phẫu thuật nội soi, gấp dị vật ra khỏi thực quản. Sau hơn 15 phút phẫu thuật, dị vật được gấp ra là một viên thuốc còn nguyên vỏ, kích thước 1,5 x 2,5 cm với 3 cạnh sắc nhọn. Bác sĩ Ngô Văn Phan, trưởng khoa tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, viên thuốc bị bệnh nhi nuốt nhầm được cắt ra khỏi vỉ nên có 3 cạnh rất sắc nhọn. Nếu lấy không cẩn thận có thể gây rách thực quản, viêm, thậm chí áp xe thực quản.